Bạn có nhu cầu mua Arc Liên Quân, Arc Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Ok, xin chào bạn đã trở lại với Rikki Gaming. Và lúc này chúng ta đang có mặt ở trong bản đấu thứ hai. Và có vẻ như là có một tí lỗi lầm liên quan đến tiếng động rồi. Vâng, hơi đèn. Ok, không sao cả. Lúc này chúng ta đang có đó là team chiến thắng trong bản đấu đầu tiên. Và họ sẽ đáp xuống đó là khu vực thị trấn. Hơi lỗi lầm một tí và sau mấy pha văng game khá căng. Vâng, trở lại thì về bản đấu chúng ta lúc này đây là team Fair. Và họ sẽ đáp xuống khu vực nào? Họ đã đáp xuống một cánh đồng một tí như vậy. Trong khi đó thì FAL, Phốc Sài Gòn, Quỷ CD, Nam Thần, Detox, Mr. K. Và như vậy là FAL đụng cái coin, anh ta đã bị kích ra khỏi team rồi. Có lẽ là do bị disconnect. Và trong bản đấu này thì Detox, Mr. K. Và lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy một cái tên của Detox. Anh ta đang thi đấu với Hàn Phúc alone rồi. Đây là băng vệ sinh IV, sữa Diana, như là Mây họ đang có mặt trong vực thị trấn. Idol, Bokit, Hades, Fornat cũng như là Mida họ cũng có mặt trong vực thị trấn. Và có vẻ như team Idol này họ thi đấu khá tự tin khi mà họ luôn chọn vào thị trấn. Mây Mida có mạng vừa với chiếu Anh Tú rồi. Và rất nhanh và không sợ nóng, King of Revive có mặt ở đây. Nhưng mà Idol họ đã có ba tấn công vào vị trí của họ kia. Và lúc này đã có mạng không rồi. Và khá căng, và khá căng, căng cực rồi. Và lúc này thì đang có tình huống đến vị trí của team Idol. Trong khi đó Liquid Tay họ đang có mặt trong vực thị trấn, đang ở phía bắc của vực thị trấn. Hôm nay Liquid Tay mặc bộ ướt át. Cụ Tứ có mạng hạ của vị trí của Mina. Vâng, như vậy là đang có pha giao tranh rất căng ở đây. WG ở đa số vực biệt thự, SV Fortnite ở khu vực trung tâm. 70 TN đang có mặt khu vực đồi thông hai bộ. King of Free Fire họ đang chờ cho mình ở trong vực thị trấn này. Đây là PN vô lý kim tròn con chim như VNFT Shop thì họ đang có mặt trong vực công xưởng. Win bé xin 5 cỡ 6 ảnh 4 lù họ đang có mặt ở trong vực lò rèn. Trong đó thì Liquid họ đã nghe thấy những pha tấn công từ vị trí đối phương hay chưa? Đây là Liquid Mr. 111 cũng như là Mr. 113 họ sẽ có pha đẩy xuống cho mình hay chăng? Thực ra thì Liquid này họ ít khi tham gia những pha giao tranh đầu tiên, trừ khi mà bị trường hợp mà bất quá phải tham gia thì thôi. Nhưng mà họ trong mọi tình huống họ đều phản ứng rất tốt. Và đấu trước thì Liquid họ hơi ăn chay. Vâng, tôi đánh giá và đấu trước thì Liquid họ quyết định là sẽ ăn chay. Lúc này thì Cú Tứ đã có mạng gục từ rất sớm cho mình rồi, và đó là ở vị trí của team Idol. Cú Tứ này có cho mình đó là mũ 2 giáp 2, nhã 17 tuổi, ta có cho mình đó là mũ 3, 3 MC, mũ 1 giáp 3 như là WG đang gánh. Thì đang có pha tấn công từ vị trí đang gánh rồi. Đang gánh đang được bắn từ vị trí đang gánh và đang gây ra khá nhiều sát thương người đối phương. Vâng, hôm nay đang gánh bắn có vẻ khá hay. BBS Diana như vậy là team BBS họ ập vào và có mạng quét sạch vào vị trí của team Idol. Vâng, trong lúc mà team Idol còn đang có những cái pha gọi là lườm rau cắt thịt với đối phương thì ngay lập tức đã có một team khác ập vào. Trong những giải đấu như giải đấu tay to buổi tối này thì chuyện các bạn bị tập kích là chuyện rất bình thường rồi. Đang cánh có mà ở vị trí của BBS Diana rồi. Và có vẻ như hôm nay phong độ của team WG 2000 là rất cao. Mây Mây có bị nằm xuống từ vị trí ở dưới đang cánh. Mây Mây đang cánh nhưng ta có hai mạng rồi. Họ sẽ có pha đẩy vào cho mình. Công công lên tôi chứ sợ thì bố con thằng nào cái tầm này nữa. Bro Nhã 17 tuổi sẽ có pha đẩy vào cho mình. Trong khi đó thì đây là đang cánh ta thi đấu quá tự tin thì mũ 3 Ma BC hạ gục là IV. Và như vậy là WG 2000 họ quét sạch team BBS trong bản đấu này. Như vậy là có hai team đã bị quét sạch từ khá sớm, đó là BBS, IV cũng như Idol, Bokit. Vâng, rất nhanh không sợ nắm. Vâng, có bạn hỏi sao anh 3 phút sau mới trả lời thì tất nhiên ván đấu tôi đang phải delay, không delay thì các đội đá chim à. Vâng, trở lại thì biệt ván đấu chúng ta lúc này thì đây là B72F tít chim to. Vâng, tắt bật mic đi cũng không có tiếng luôn. Vâng, game mất tiếng rồi, tắt đứng rồi anh em ạ. Ok, không sao cả. Đây là Sever Fortwood ở TN hổ Vodka như là Broken 3 số. Và đấu này Vodka anh đã có thể reconnect lại với những người đồng đội của mình. Trở lại thì về bàn đấu chúng ta lúc này WG Funky Em, Trẻ Nghé, Hải Coi cũng như là Shake, và họ đang di chuyển ở phía bên tay trái của biệt thự. Và lúc này thì Shake đã có cho mình đó là mũ 2 giáp 2, Hải Coi có cho mình mũ 2 giáp 1, Trẻ Nghé mũ 1 giáp 1 cũng như là Funky Em mũ 2 giáp 3. Và lúc này thì Funky Em anh ta đã có 2-3-4 huy hiệu và anh ta đã sử dụng cái combo khá là quen thuộc. Team VN bắt gặp được hai thành viên đến từ vị trí của 70 và đã có hai người ở 70 phải nằm xuống rồi. Vâng, khá ghê. PN vô
lý Kim Cho Non Chim như là FPT Shop họ đang có những pha đẩy ra, liệu rằng sẽ có những pha tấn công hay không. Vâng, lúc này chúng ta đang có cho mình những pha đẩy lên từ vị trí của Kim Cho Non Chim. Và mày Kim Cho Non Chim đang có pha căn kè nhưng mà ta vẫn chưa thể nào hạ gục đối phương. Và lúc này trở lại thì về vấn đề chúng ta đang có đây là VN FPT Shop và họ đang di chuyển vào phía trong vực mỏ đá. Vâng, ngay từ đầu ván đấu thì đã có rất nhiều pha giao tranh, nhưng tôi không hiểu tại sao trong giải đấu tay to nhá thì cái khu vực đảo quân sự ấy thì rất ít khi xảy ra giao tranh. Vâng, thường là vào trong vòng bo còn ba mấy người, trong khi đảo thiên đường này thì rõ ràng nó rộng hơn rất nhiều. Lúc này FAL quỷ CD có mạng hạ gục cho mình rồi, và đó là mạng gục vị trí của Liquid. Vâng, rất nhanh không sợ nóng, và Liquid nó mất đi một người, đó là Mr. 101. Đây là Mr. 103 Tuno IT cũng như là Tây, và họ đang có pha chờ để mình phát hiện ra người rồi. Tây có mạng gồng ngắm lên thì bắn chưa được, không may team Liquid có vẻ họ quyết định ăn chay, và đó lý do vì sao mà lúc này từ đầu cái bàn đấu đầu tiên đến giờ họ mới chỉ có một mạng gục mà thôi. Trở lại thì bây giờ chúng ta hôm nay Kim Chon hoàn thành cái pha gọi là giết hại của mình khi mà nằm giết được tít rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại 70 tên ở chim to mà thôi. Vâng, chim to to chim. Và liệu rằng chim to với Kim Chon con chim thì ai sẽ là người chiến thắng? Một pha giao ra tấn công nhưng đó chỉ là mồi nhử thôi. VNPN anh ta cố mạng gục cho mình. Vâng, khá đen mà không sợ nóng. Lúc này thì chúng ta vẫn đang có cho mình một cái pha thi đấu gọi là khá ghê đến từ vị trí của team VN. Ok, và nếu như đây là đầu tiên các bạn đến với kênh của Ria kia mình, đừng quên để lại cho mình một follow cách ăn nhẹ và dấu cộng vào trên cùng bên trái nhá, ấn theo dõi để có thể không bỏ lỡ bất kỳ một giải đấu tay to buổi tối nào của Ria kia mình. Lúc này thì 70 TN, Idol Bokit và BBS họ đều đã bị quét sạch ở bàn đấu này rồi. Vâng, ba team có thể gọi là những lính mới ở trong giải đấu này, và họ đã bị quét sạch là khá nhanh. Trong khi đó thì team FAL L có một mạng hạ gục ở từ vị trí của quỷ CD vào team Liquid, và có vẻ như họ đang chiếm ở khu vực cánh đồng này là tốt. Vòng bò chúng ta nó đang thu xuống phía dưới của khu vực bản đồ, và hôm nay quỷ CD ta còn đang có một cái pha múa may cho mình cơ. Ok, đây là Proy Nhã 17 tuổi, cô tớ Mamisi như đã gánh, họ đang có mặt ở phía dưới cùng khu vực thị trấn này, và vẫn đang là những pha chờ đợi đến từ vị trí của WG 2000 mà thôi. Phe Panda No Way For You, Chip DJ như Anna. Vâng, Chip DJ vừa rồi chúng ta có pha chạy dưới mặt nước, vâng, nhìn như kiểu khinh công, nhưng mà lúc này ta đã có pha gọi là di chuyển bình thường rồi và chuyển sang dạng bơi rồi. Và tôi tưởng anh ta thích chơi kiểu lướt ván. Đây là Phốc Sài Gòn quỷ CD, và họ vẫn đang chờ ở đây mà thôi. Team Liquid thì họ đang di chuyển qua một hướng khác, họ sẽ không muốn bị cam ở trong khu vực cánh đồng, và họ đã chạy xuyên khu vực cánh đồng, có lẽ họ chạy qua mép khu vực thị trấn. Bây giờ Team Liquid họ sẽ chọn những khu vực nhà nổi này để nơi dừng chân của mình, cũng như nơi phòng thủ hay chăng. Win bé xin năm cự sáu vảnh như là bốn lù đang nấp rất kỹ ở phía bên cực bên tay phải ở bản đồ. Vâng, nấp rất kỹ, bé xin mũ 2, 5 cự mũ 1 giáp 2, 6 bảnh có cho mình mũ 1 giáp 3, như là 4 lù có mũ 3. Vâng, đồ đạc nó gọi là theo kiểu tiếng trước hụt sau. Vâng, tiếng trước hụt sau hơi buồn một tí. Đây là VN vô lý Kim Cho Non Chim như là FPT Shop thì họ đang di chuyển về phía cái khu vực bờ sông. Và bây giờ thì họ có đổ bộ trong một thị trấn hay không? SB Volus thì tôi nghĩ họ đang có mặt trong một thị trấn, cái gì để như vậy. Và nói chung là team này mà không có mặt thị trấn thì cũng chẳng có mặt ở đâu cả. Họ đang có mặt trong vực trạm cứu hỏa. Từ khi mà team 18 cộng, ôi, nhìn quả mìn này. Anh em ơi, nhìn thấy quả mìn của Vodka, đặt con mìn cũng gọi là cả thế giới rồi. Đặt mìn cả thế giới là những gì mà SCB Volus đang làm trong vực trạm cứu hỏa này. Nhưng đó là một điều tốt. Chút nữa nếu như vòng bo thu ở trong vực này thì chả có tội gì mà chúng ta không gọi là có những pha phòng ngự tốt cả. Vâng, trong khi đó thì WAG Hà Nội cũng như vậy. Fungie anh ta đang đi đặt mìn cả thế giới luôn. Mỗi cửa sổ làm cái mìn cho nó vui. Đây là Shake Hải Coi. Anh ta phá đi một cái mìn rồi. Shake ta vừa phá được một cái mìn, ta đang có mặt trong vực thị trấn. Và đây là một khu vực mà lúc nãy thì team Liquid nó đã dừng chân ở đây. Vâng, có lẽ phát hiện ra đó không phải là mìn của mình, mà không muốn là vô tình đạp cướp thì quyết Shake người ta quyết định là sẽ phá nó đi. Và lúc này thì vẫn đang có những pha chờ đợi mà thôi. WAG vẫn đang có mặt ở trong khu vực này. Trong khi đó WAG 2000 họ ở đâu? Vâng, bây giờ chúng ta đang có hai team WAG nhá. Hai team WAG đều đang có mặt ở trong khu vực thị trấn. Và đây sẽ có thể là một cái cuộc đụng độ mà khá vui vẻ. Đắc gánh cuối tuần này thì team của anh ta cũng sẽ có cơ hội đụng độ với WAG Hà Nội của Shake khi mà hai đội của họ đều có mặt ở trong giải đấu quân đoàn chiến của Gaina.
34 người chơi là gì chúng ta còn lại trong bàn đấu này. Có một Hòm Thính Xanh được gọi ra rồi. Nhã 17 tuổi, cu tứ Mamisi nhưng đang gánh, nó đang có pha chờ đợi ở đây. Vòng bo của chúng ta nó sẽ thu vào phía dưới của một bản đồ. Và đây là một vị trí rất ngon lành, cảnh đào dành cho team WG. Họ có thể cam những đối thủ di chuyển qua khu vực thị trấn này. Team Fire Pro A, No Way For You, Chip DJ, Myanmar, họ quyết định phải tiến sâu hơn bên trong vòng bo mà thôi. Họ sẽ phải chạy qua khu vực trung tâm cho mình. FAL, Fox Sài Gòn, Quỷ CD, Nam Thần, Ditos, Mr. K thì đang có mặt trong vực cánh đồng và sẽ có pha đẩy xuống. Tôi tin là như vậy. Và đây là Liquid Tay, Turity cũng như là Mr. 43. Ô, anh ta vừa bắn cái gì vậy? Vâng, Liquid Mr. 43 vừa rồi có và vỗ tâm lên đầu của vừa xưởng gỗ. Nhưng mà đâu có ai trên vừa xưởng gỗ đâu nhỉ. Đây lúc này Team Win họ đang có những pha đẩy vào. Vâng, lúc này vẫn đang là những pha donate rất lực đến từ vị trí của VNFT Shop. Nhưng mà thực ra anh ta vẫn đang ở trong game. Vâng, có lẽ là vừa chơi vừa donate. Vâng, khá lực. Rất cảm ơn VNFT Shop, VNPN, Vô Lý, Kim Tròn Con Chim cũng như VNFT Shop. Họ đang là một trong team thi đấu rất tốt trong bản đấu này. Chọn khu vực cực nam của cái vòng bo này để có thể gọi ra cho mình Hòm Thính Xanh. Và bây giờ thì đã có pha căn kè ở bên trong nhà. Liệu rằng anh ta có phát hiện ở đối phương ở trong căn nhà này hay không? VNFT Shop mũ 2 giáp 4 đồ đạc rất ngon, bắt đầu gọi ra cho mình Hòm Thính Xanh. Đây là VNPN mũ 3 giáp 3, Vô Lý mũ 3 giáp 5 cũng như là Kim Tròn Con Chim mũ 3 giáp 2. Anh ta là người mà có thể gọi lượng đồ thiếu hụt nhất ở bên tay phải của TPN lúc này là King of Free Fire. Endgame toàn tạ Tabu. Và đâu đây anh Tú đã phải nằm xuống rồi. Anh Tú nằm xuống rất sớm từ đầu game. Đây là Endgame. Và lúc này thì Endgame anh ta đang có những pha căn ke. Họ biết được rằng bên tay trái của mình có một team, bên tay trái của mình có một team nào đó, nhưng mà họ vẫn chưa bắn, họ vẫn chưa có những cái pha phọt ra cho mình. Endgame mình ta vẫn đang quyết định là sẽ có những pha chờ đợi. Và bây giờ thì họ sẽ đẩy từ bên khu vực bên tay trái sang. Tôi tin là như vậy. WAG Hà Nội đã rời khỏi cái vị trí nấp của mình. Và họ chạy qua đường nào thì họ chạy ngược lên. Fayana bị bắn ngược rồi. Và lúc này team VN họ đang có những pha gọi là mở bát cho cái tình huống tiếp theo vào đấu này. 33 người chơi gì chúng ta còn lại, chúng ta phần nào có thể đoán được vị trí của những team khác thông qua những cái Hòm Thính Xanh được họ gọi ra. Lúc này thì Kim Tròn Con Chim của người của mình đang có một thế thủ là khá tốt. King of Free Fire họ sẽ có những pha thế thủ cho mình. Và bây giờ để xem là vòng bo này nhân phẩm của ai sẽ to hơn. Bởi vì ở đây vòng bo sẽ cắt một con sông, và khi vòng bò thu vào thì họ sẽ có những sự lựa chọn, một là chạy nửa trên, hai chạy nửa dưới. WAG Hà Nội nhân thời điểm này gọi ra cho mình Hòm Thính Xanh. Và các bạn phải biết là cái Hòm Thính Xanh thì không phải bạn thích gọi lúc nào là gọi được lúc đấy, vì khi mà các bạn chọn một thời điểm gọi mà đối phương cũng có nhiều những người khác gọi ra thì sẽ có cái tình huống là bạn sẽ phải chờ những người khác gọi Hòm Thính Xanh rồi mình gọi đến. Nói chung là do cái hòn đảo Thiên Đường này thì máy bay của nó hơi ít, và cái hãng bay Free Fire nó hơi cùi, và đó lý do vì sao mà số lượng máy bay thả thính nó ít thôi. Đó nên là các đội gọi ra máy bay là phải chờ nhau cơ, chứ không phải là gọi phát nào ăn được phát đấy đâu. Đây là MBC đang gánh cu tứ nhận pro Nhã 17 tuổi nó phải trên bờ sông. Vòng bo nó sẽ ủng hộ cho team King of Free Fire. Vâng, để xem King of Free Fire họ sẽ tận dụng cho mình cái lợi thế cái vòng bo thu ở vị trí họ như thế nào. Phe Panda có cho mình M79. Vâng, sau một thời kỳ M79 nó mọc ra như gà thì lúc này M79 nó phần nào là một cái đồ gì đó rất hiếm rồi, rất hiếm. Nhưng lúc này thì phe tay của phe Panda đang có cho mình cái gọi là hàng hiếm đó. Phốc Sài Gòn, Quỷ CD, Nam Thần, Ditos, Mr. K. Hôm nay họ đang di chuyển, họ quyết định là sẽ bơi bên tay trái của vòng bo để đẩy vào từ khu vực xưởng gỗ. Nhưng mà đây không phải một sự lựa chọn tốt. Cái mặt này của khu vực xưởng gỗ nó rất trống trải và nó khá ít điểm nấp, và những điểm nấp của nó thì lại thấp hơn so với cái địa hình xung quanh. Và có thể team FL trong bản đấu này họ sẽ phải trả giá khi họ quyết định lựa chọn cái đường này. Tất nhiên là đây là một cái sự lựa chọn duy nhất của họ lúc này. Nhưng tôi nghĩ rằng họ sẽ khó mà có thể gọi là tồn tại lâu được. Team Liquid họ cũng đang có bắt trong vừa xưởng gỗ này. Với liệu Liquid sẽ có pha cận chiến với cả team FAL hay không? Liquid Tây cô ta có thể phần nào đoán được đấy. Một chút nữa nhá, một chút nữa khi mà đối phương di chuyển qua vừa xưởng gỗ này, chạy qua bức tường này, chắc chắn sẽ bị lộ mặt ở trong khu vực này. Và đó sẽ là một cái mối nguy dành cho các team. Mà lúc này thì thậm chí ở đây có team Win nó đang chờ sẵn nữa. Tôi tin là FAL họ sẽ dễ bị bắt bài trong tình huống này. Anh em hãy cùng nhau theo dõi ở góc nhìn của team FAL trong tình huống tiếp theo. Tôi sợ rằng FAL họ đang chuẩn bị bước vào một cái bẫy, và không chỉ là có một người ở đây mà sẽ có rất nhiều người ở đây chứ không phải là một người. Vâng, vẫn đang có những pha chờ đợi. Team FAL họ rất mạnh dạn đẩy thẳng ở bên trong khu vực xưởng gỗ luôn. Vâng, thông thường thì không quá nhiều team đâu. King of Free Fire toàn tạ có những bà ngủ vị trí của team Fair. Lúc này tôi đã nói đến việc là King of Free Fire họ sẽ tận dụng cái lợi thế như thế nào, và họ đã thể hiện được rằng lợi thế của họ không phải là một điều gì đó mà họ có thể dễ buông thả. Lúc này thì đây là FAL, Phong Sài Gòn, Quỷ CD, Mr. K cũng như là Nam Thần, họ sẽ đẩy sâu. Hôm nay cũng là lần đầu tiên mà tôi thấy Phúc Alone nó thi đấu trong
trong một giải đấu với một tình nghiêm túc cao như thế này. SCO vốn vốn cả có mạng hạ gục vào vị trí của VN từ IPT Shop rồi. Vâng, khá nhanh. Và lúc này thì chúng ta hãy cùng xem SCO vốn họ đang ở đâu. Vâng, SCO vốn họ đang di chuyển ở bên dưới khu vực trạm cứu hỏa, và như vậy là đó pha bắt lẻ ở vị trí của IPT Shop. Vòng bò chúng ta nó sẽ thu vào bên cạnh khu vực xưởng gỗ, và nói chung là với vòng bò như thế này thì khó mà nói trước điều gì. Đang có pha căn kè đang được bắn từ vị trí của Vodka rồi, và đấu chơi anh ta không được bắn, và vào đấu này anh ta sẽ muốn bắn là nhiều. Ken ba số cũng đang có những pha chờ đợi cho mình. Roa Nhã 17 tuổi cũng như đội mình WG, anh ấy đang chờ. Tôi đã nói rồi, tôi nói có sai đâu, anh em nói gì đi. Vâng, hải béo phán gọi là thánh mẹ rồi. Tôi nói rằng team BL họ sẽ bị phục kích đến từ vị trí của team Win, và nói cấm ngọt sai nhưng mà team Win nó đứng đấy. Và Liquid Mr 13 làm một nháy trẻ nghe, làm thêm một nháy nữa. Lúc này thì team WG Hà Nội họ đang có pha đẩy vào, tại vì cái team MBL ấy, các bạn biết được là các bạn học toán đúng không? Các bạn học toán, các bạn biết là cái đường thẳng ấy sẽ là đường di chuyển và nhanh nhất, còn đường vòng thì sẽ là đường di chuyển xa hơn. Và khi mà MBL họ chọn đường vòng, họ sẽ mất thời gian gấp đôi hoặc gấp rưỡi đối phương và di chuyển vào. Và đó lý do vì sao mà MBL vừa rồi họ bị tấn công. Bây giờ thì WG Hà Nội họ sẽ có pha đẩy xuống, và lúc này thì Funky Em đang ngất rồi, và phòng bo nó sẽ cắn vào đít của Funky Em, và Funky Em sẽ phải nằm xuống ở đây mà thôi. Đắc cánh có mạng hạ gục chứ Funky Em. Và lúc này WG 2000 và WG Hà Nội họ đang có những pha giao tranh với nhau. Vâng, lúc này đang cánh ta đang được bắn rồi, và có vẻ như là toàn bộ team MBL đã bị hạ gục. Team Win vào nháy luôn hai nháy đến từ vị trí của team WG Hà Nội, và WG Hà Nội họ bị quét sạch trong trận đấu này. Thực ra trong trường hợp vừa rồi WG Hà Nội hoặc cái bi kịch của họ cũng không khác gì so với cả team MBL cả. Liquid mất đi thêm một người SCV vô đủ hổ, hạ gục được VN Kim Tròn, và lúc này thì bốn lù bắn của Liquid Mr 13 chỉ còn lại mình Liquid Tây mà thôi. Và lúc này chúng ta có 5 cự, 4 lù vẫn còn sống. 4 lù đang cố gắng bơm lại cho mình lượng máu. Win 4 lù sẽ đẩy vào và có thể làm gì trong tình huống này? Chẳng còn lại 15 người mà thôi. Đây là VNVN, một quả M79 kéo đi 342 sát thương, có mạng hạ gục với chiếu King of Free Fire Endgame. Vâng, đó là một pha bắn là tốt, đang phát hiện ở đối phương ở đây. Vô lý sẽ có pha đẩy dài không? Liquid Tây đã bị hạ gục với thành viên của team Win rồi. Win lúc này đó là Win 4 lù, anh ta có 4 mạng hạ gục cho mình. Vâng, anh ta đây là 4 lù có 4 mạng gục, quá phong thủy luôn. PN đã bị gục, Ronoi for you cũng đã phải nằm xuống. Toàn tạ chạy vào để cứu vị trí Tabu. Và như vậy là vòng bo nó không độ team King of Free Fire một chút nào. Bây giờ thì SCO Vodut họ đang là cái team còn lại đủ của 4 người. Ken Baso bất ngờ bị gục. Và lúc này thì đồng đội đang cứu vị trí Ken Baso, nhưng Vodka thì đang bị bắn rồi. Và lúc này thì team SCO Vodut họ đang ở một thế yếu hơn so với cả WG 2000. Hôm nay thì WG 2000 thi đấu như lên đồng đi. Họ bắn quá hay đây là đang cánh. Vâng, một cơn mưa từ bom kèo, bạn thể thấy rất nhiều từ bom kèo như một người mê cung vậy. Đặng cánh ném ra một quả lựu đạn, anh ta đang là người thi đấu rất hay trong trận đấu này. Thì anh ta bị đối phương tấn công 236 máu, bắn là rất khó chịu. Vâng, lúc này SCV Vodka có mạng gục vị trí toàn tạo Win 4 lù nằm xuống rồi. Đặng cánh có mạng hạ gục dành cho mình. Đây là Vodka phát hiện vị trí đặng cánh, bắn chưa bắn gục được vị trí đặng cánh. Trong khi đó thì team của anh ta chỉ còn là anh ta và Ken ba số rồi. Đối phương đang đẩy vào, Vodka sẽ có pha cận chiến nhưng mà anh ta bị đối phương lừa rồi. Và đó là mạng gục đến vị trí đặng cánh cũng như là cô tứ. Và team WG 2000 họ có cho mình cái top 1 thứ hai ở trong ngày hôm nay. Vâng, nói gì nữa, bắn hay thế này thì nói cái gì nữa, mỗi tội là không một tiếng mà thôi. Quá kinh cho đội bán Tring. Vâng, sao lại mất tiếng. Mà quá kinh. Bạn thấy giải đấu tay to buổi tối này, tay to lắm, tay thi nhau tay to, còn team nào tay cũng to, toàn tập gym, tay kinh khủng luôn.